Rồi shop đồ của anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 em sẽ lên là kỳ 118 nha. Kỳ 118 này thì chỉ em lên là cần tay thôi nha anh em. Cần tay lóng dài và lóng cần tay lóng ngắn ha. Đó. Bên đây là lóng ngắn nè, khoảng 11 cây. Còn bên đây lóng dài tầm khoảng cỡ 17 cây. Đó, 16 17 cây gì đó, tổng là 27 cây nha, số 27. Rồi ok. Đấy. À, cho anh em coi sơ ha. Cần tay nói chung là cần tay tuyển không nha anh em, hàng cũng khá là đẹp á. Đây carbon 2 da đầy đủ ha. Đây à, 2 da Whisker nè. À, bữa nay là có một cây này anh em nào lấy nhanh thì còn ha, một cây tờ Win Power ha. Cây này cũng Shimano nha anh em, tờ Win Power sắn ít toàn thân luôn. Nó với cây Ryobi nè. À, cây Ryobi này cũng sắn ghê lắm. Còn Power Lop nữa nè ha. À, Power Lop của Shimano nữa nè. Đấy. Nói chung là cần hai da đâu, rớt gạch bon nữa nè, không rớt gạch bon của Daiwa nè, nó 6m1 nè, có mấy cây độc lạ nữa nha, cần cũng khá là đẹp nha anh em. Đây à, đây độ dài thì từ 2m1 đến 7m2 nha anh em, độ dài 2m1 đến 7m2. Rồi à, phí ship mặc định của cần tay á là 30.000 nha anh em. Phí ship mặc định của cần tay là 30.000. Anh em nào chốt hai đơn sẽ lên em sẽ re ship cho anh em ha. Đó. Rồi. À, lên nha anh em, mã số là mã số 1 nha. Đây. Ship lên cho anh em dễ thấy. Đây, mã số 1 là một cây carbon Banno. Cây này dài là 4,5 m nha anh em. Cây này dài 4,5 m. Đó. Cây này dài 4,5 m. Hàng là made in Korea. À, hàng carbon anh em. Carbon sắn sắn răng nổi luôn. Đây cây này carbon sắn răng nổi rất là đẹp nha. Đó. À. Đấy, dài là 4,5 m. Đây, nè cả răng nổi nha không? Răng nổi cuộn cuộn luôn nha anh em. Đó, đây. Răng còn rất là mới nha. Cây này nổi, răng nổi của nó dữ lắm. Cần rất là mới luôn nè. Đấy. Đấy. Cây này quá là ok luôn. Cái đọt nè. Anh em thấy cái đọt to không? Cây này cứng tầm 3.5 đến 4 h nha anh em. Cây này 3.5 đến 4 h nha. Đọt khá là to. Rồi. Đó. Cần sáng răng rất là ok. Rồi cân nặng của cây này. Em ra đo cân nặng trước. Cây này nặng là 150g ha. Cây này nặng 150g. Gốc của nó là 20 nha. Cây này gốc 20. Đọt của cây này là rồi. Cây này đọt 1.3 nha anh em. Đọt cây này tới 1.3 lần nha. Độ cứng tương đương là 3.5 đến 4 h nha. Đây. Đọt rất là nảy luôn, cần rất là nảy luôn, dài là 4,5 m ha. Dài 4,5 m nhưng cây này độ dài thực tế của nó là còn 4,4 m nha. Cây này dài thực tế còn 4,4 m nha anh em. Rồi mã số là mã số 1 nha. Anh em nào lấy cây này là mã số 1 nha anh em. Cây này mã số 1 là để cho anh em giá là à, cây này độ cứng cao ha. Anh em nào lấy cây này là 950 nha anh em. Cây này 950k ha. Rất là ok luôn. Đó, rồi mã số 1. Mã số 2. Đây, mã số 2 là một cây 4,5 m luôn. Cây này dài chuẩn 4,5 m nha. Mã số 2 cần carbon của hàng của Shinta ha. Cây này cũng hàng Korea xuất Nhật luôn nha anh em. Cây này dài là 4,5 m. Đây carbon sắn răng cộng thân luôn. Đây cần carbon sắn răng. Đó, độ mới là cây này độ mới là trên 85% nha anh em. Cây này còn mới trên 85%. Đây. Sắn răng còn thân luôn. Đấy. Đọt nè. Độ cứng của cây này là tương đương tầm 3 h nha anh em. Cây này cứng tương đương là 3 h nha. Mã số 2 cứng 3 h. Đây, cần carbon sắn răng. Cái độ sáng carbon của nó rất là sáng luôn. Đấy,
Rồi, cây này đọt của nó là cây mã số 2 này đọt của nó là đọt của nó là 0,8 ly nha. Cây này đọt 0,8 ly. Gốc của nó là cây này hàng Korea anh em. Đây, gốc của nó em đo gốc của nó cho anh em coi nha. Gốc là 15 nha anh em. Cây này gốc là 15 ha. Đó. Gốc là 13 anh em. Chuẩn là gốc là 13 ha. Đó. Rồi cây này mã số là mã số 2 nha anh em. Mã số 2 dài 4,5 m nha. Đó, hàng của Korea xuất Nhật nha. Đây, tem kem này carbon này chống anh em câu thì anh em nhớ tránh xa trụ điện ra nha. Dướng dây điện là nồng độ carbon nó có pha là kim loại á. Nó có dẫn điện nha anh em. Đây, rồi ok anh em lấy cây này là mã số 2 nha anh em. Cây này mã số 2. Mã số 2 này anh em nào lấy để cho anh em giá là 800k ha. Mã số 2 là 800k nha. Mã số 3. Mã số 2 này chưa cân nặng nữa. Mã số 2 này nặng của nó là 120g nha anh em. Cây mã số 2 này nặng là 120g ha. Cây mã số 3. Đó, mã số 3 này anh em nào lấy cái mã số 3 này lấy nhanh thì còn ha. Carbon 2 da của Ryobi. Đó, sao da sọc caro luôn ha. Phôi là phôi sọc caro. Đó. Cần này mới là trên 90%. Coi còn nắp đầu nắp đít luôn nha anh em. Cây này còn nắp đầu luôn ha. Mã số 3. Đây, mã số 3 dài là 4,5 m nha. Cây mã số 3. Đây tem Nhật luôn nha. Đấy, cây này còn rất là đẹp luôn, hãng của Ryobi. Đó, hàng là made in Korea ha. Và cây này hàng Korea xuất Nhật nha, có tem Nhật đàng hoàng ha anh em. Đấy. Nè. Đây. Nào, cây này nguyên zin luôn nha. À, độ cứng. Độ cứng của cây này là tầm khoảng cỡ là 2,5 đến 3H nha anh em. Cây này 2,5 đến 3H nha. Đó. Nè. Càng carbon nè. À, đọt là cái sáng răng này ha. Đó, đọt là sáng răng nè. Tới đây là cái phôi nè, phôi carbon nè, sáng răng nè. Trên nè, rất là đẹp luôn. Đó, dưới đây là phôi sọc caro. Đó, nè. Chuẩn carbon luôn nha. Đó, chuẩn carbon sáng răng luôn. Gốc là sọc caro. Đấy. Nè. Cây này rất là nhẹ nha anh em. Cây này cũng tương đối là nhẹ. Cây này chỉ có 100g mà. Đây, cây này 100g nha anh em. Cây này nặng 100g, dài là 4,5 m. Đó. Trần còn rất là đẹp luôn, hãng của Ryobi. À, rồi cây này là mã số là mã số 3 ha. Cây mã số 3 này cũng là 950 luôn nha anh em. Cây số 3 là 950k luôn nha. Đấy. Cây số 3 này 950k luôn. Rồi, tới cây số 4. Này, cây số 4 là dài 5,4 m nha anh em. Rồi. 3,18 cây này dài 4,8 m nha anh em. Cây này 4,8 m chứ không phải 5,4 m nha. Cây này dài 4,8 m. Đó. Cây mã số 4 dài 4,8 m và hàng siêu ta. À, carbon sáng răng luôn ha. Đây, rất là đẹp luôn. Độ mới là 80% cho ăn lên nha. Cây này nó có quấn cái gốc cho anh em luôn nè. Đó, nó có quấn cái gốc rồi, dễ rồi. Cái gốc này, cái này cầm đã tay lắm. Đây. Độ cứng của nó rồi. Cây này độ cứng tương đương 3H nha nè. Cây này cứng tương đương là 3H nha. Mã số là mã số 4. Cứng 3H. Dài là 4,8 m nha. Cây này 4,8 m. Đây, càng carbon sáng răng nha. Còn rất là đẹp luôn. Đấy. Dài 4,8 m nha nè. Đây. Mấy cây này đồng độ carbon rất là cao ha. Hãng siêu ta ha, có tem Nhật đàng hoàng nha nè. Đấy, dài là 4,8 m. Hàng này, cây này cũng hàng Korea xuất Nhật luôn nha nè. Mã số 4. Cân nặng của nó là 140g nha. Cây này nặng 140g. Gốc của nó là gốc là 14 nha anh em. À, đọt.
Đọt là 0.75 nha anh em. Đọt là 0.75. Đây, độ cứng là tương đương là 3H nha. Mã số là mã số 4. Mã số 4 này anh em nào lấy cũng để cho anh em giá là 800k luôn nha. Mã số 4 cần còn rất là đẹp luôn. Rồi mã số 5. Đây, mã số 5 giống cây số số 4 luôn mà độ dài của nó là tới là 5m4 nha anh em. Nó cây này dài 5m4 nha, giống cây số 4 luôn. Đó. Loại này em có 3 độ cứng khác nhau luôn nha anh em. Với 3 độ dài khác nhau luôn là 4m, 4m5, 4m8 và 5m4. Đó anh cho tùy thích anh em chọn luôn. Rồi cây này là mã số 5 ha. Mã số 5. Đây cũng có tem Nhật đàng hoàng nha anh em. Đây tem Nhật nè, hàng siêu ta, hãng siêu ta là của Korea ha anh em. Hàng Korea xuất Nhật. Đấy. Độ cứng của nó. Đây, độ cứng cũng vẫn là 3H luôn nha anh em. Độ cứng cũng tương đương là 3H luôn nha. À, đây. Độ cứng tương đương là 3H luôn. Đó. Đây, cần còn rất là đẹp luôn. Bon sáng dần. Đấy. Dài 5m4. Rồi cây 5m4 này cân nặng của nó là 190g nha anh em. Cây 5m4 này cân nặng là 190g. Đó. Đọt của nó là đọt của nó cũng là 0.75 luôn nha. Gốc thì nó hơi to hơn. Gốc của nó 18 luôn nha anh em. Gốc 18. Đấy. Rồi, cây mã số này là mã số 5 ha. Mã số 5 là anh em nào lấy để cho anh em giá là 850 thôi. Mã số 5 là 850 nha. Đó, 5m4 mà hơn có 50.000 thôi. 850. Rồi, mã số 6. Đây, mã số 6 là một cây cần cũng carbon luôn. Cây này dòng nội địa nha anh em. Cây này dòng nội địa ha. Đây. Tem vàng nè, tem Nhật nè. Đấy. Dài là 4m5 nha anh em. Mã số 6 dài 4m5. Đây. Carbon nè, carbon rất là đẹp luôn á. Không, carbon sáng răng luôn nha anh em. Cây này cũng carbon sáng răng luôn. Đấy. Cũng là carbon sáng răng luôn. Đọt của nó là cây này đọt cũng là 0.77 nha. Đọt của nó là 0.77. Gốc là 14 nha anh em. Gốc là 14. Cần còn rất là đẹp luôn. Đây đọt nè. Cây này độ cứng cũng tương đương là tầm có 3H luôn nha anh em. Cây này tương đương tầm 3H nha. Đây. Cái phôi của nó rất là ok nha anh em. Rồi. Cây này cân nặng của nó là cây này cân nặng là 110g ha. Cây này cân nặng là 110g. Đó, mã số là mã số 6. Mã số 6 này cũng là 800k luôn nha anh em. Mã số 6 này 800k luôn nha. Rồi mã số 7. Đây mã số 7. Gốc quấn đẹp quá. Đây, cũng là một cây cần carbon sáng răng luôn. Cây số 7 này rất là đẹp nha. Nắp đầu nắp đít còn đủ luôn. Đó. Mã số 7 này dài 3m nha anh em. Cây số 7 này dài 3m. Độ cứng đây, độ cứng cũng tương đương là cây này độ cứng là tầm 2h5 đến 3h nha. Cây này rất là nè, cho cây này chỉ cong cái đầu thôi anh em. Nó cây này cong cái đầu thôi, còn mà cái gốc sau nè. Anh em thấy to không? Cây này cho anh em săn hàng nha. Cây này săn cá khủng luôn á. Cây này săn cá bự được luôn á. Đây, cần carbon sáng răng. À, cần carbon sáng răng rất là đẹp nè.
À, độ dài là 3 mét nha. Đó. Cây này còn rất là mới nha anh em. Dài 3 mét. Đó. Đây còn nắp đầu đít vừa đủ. Cây này nặng cũng là 110 gram luôn. Cây này nặng cũng là 110 gram luôn ha. Gốc của nó là 14 15 nha, gốc xấp xỉ 15. Nè, đọt của nó. Đây. Đọt cũng là đọt là 0.78 luôn nha. Độ cứng cũng tương đương 2h rưỡi đến 3h nha anh em. Nắp đầu nắp đít còn đủ. Rồi cây này mã số là mã số 7 nha. Mã số 7. Mã số 7 này cũng vẫn để cho anh em là 800k luôn nha anh em. Mã số 7. Mã số 8. Đây. Mã số 8 là một cây cần 4,5 m nha, cũng tem vàng của Nhật luôn nè. Cây này dòng nội địa nha anh em. Cây này dòng nội địa Nhật nè. À, có chữ là HD. Đây, cây này màu xanh ngọc. Cây này màu xanh ngọc nha anh em. Cần carbon sáng răng mờ. Cây này sáng răng mờ. Đó. Đây, carbon sáng răng mờ. Đây, đọt của nó. Độ cứng tương đương là 3H nha. Độ cứng tương đương là 3H nha anh em. Đọt là đọt đặc. Cây này đọt đặc nha. Độ cứng tương đương 3H. Đọt của nó là 0.7 luôn nha anh em. Đọt cũng là 0.7 luôn. Cây này tương đương là 2,5 đến 3H đó. Đây. Cây này xanh ngọc nha anh em. Xanh ngọc. Đây, xanh ngọc phối phối cam. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rồi ok, cây này là mã số 8 nha. Mã số 8 này 4,5 m nha nè. Đó, mã số 8 4,5 m. Anh em mà lấy cây này để cho anh em giá là 750 thôi. Mã số 8 này 750 nha. Mã số 9. Mã số 9 là một cây cần giả gỗ nha. Mã số 9. Dài 3,9 m. Đây, mã số 9 là dài 3,9 m nha. Một cây cần giả rổ. Đây, cây này của hàng dòng nội địa nha nha, dòng nội địa Nhật nha. Đây, cái chỉ nó quấn rất là đẹp nha. Quấn chỉ đẹp lắm. Cây này gặp carbon giả gỗ. À, hàng cũng carbon sáng răng luôn nha. Đây, carbon sáng răng mà giả gỗ, dài 3,9 m. Cây này 3,9 m, nó trời ơi, có độ cứng kìa. Có cái đọt kìa. 3,9 m mà cái đọt kìa. Cây này đọt to nha anh em. Cây này đọt to ha. Đó. Anh em là cây này có một cái lỗi là nó cây này nó có nối nha. Đây cây này nó làm nối hoàn thiện nha anh em, rất là chắc chắn luôn á. Nè, có nối dân đây nè. Đó. Thấy không? Nối đây nè, thấy không? Nè, nó hàng có sao nó vậy ha. Anh em nhìn thấy ok thì anh em mua nha, chắc chắn nha anh em. Cây này nó nối lại là chắc chắn rồi. Đó. Khá là ngon luôn á. Đây, độ cứng cây này khá là cao ha. Cây này cứng tầm 4h đến 4,5 m nha. Cây này cứng 4h đến 4,5 m á, cái đọt rất là to luôn nè. Cây này đọt ly 3 lần nha anh em, 4h đến 4,5 m nha, mà 3,9 m nè. Đó. Dài 3,9 m. Đây. Cần giờ bon giờ gỗ sáng răng ha. Rồi cây này anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 650 thôi. Tại vì nó có tháp cái một cái ngọn nè, nó không có nói mà chắc là chắc chắn là bao hàng cho anh em sử dụng luôn đó. Rồi mã số là mã số 9. Mã số 9 này 650 thôi, quên cân nặng đó. Mã số 9 này là nặng 90 g nha anh em. Cái số 9 này nặng 90 g mà chưa tới 100 g. Rồi cái số 10. Đây, cây số 10 là của cây Suzumi. Cây này hàng Suzumi của Korea hay nè. Hãng Suzumi. Đây. Quấn cái gốc này rất ok nha. Carbon sáng răng. Cây này dài của nó là 2,1 m. Cây này là cứng mừ, hoài lộn. Được. Số 10 dài 2,1 m nha anh em. Cây này dài 2,1 m. Carbon sáng răng luôn. À. Đọt cũng to nha. Cây này độ cứng tầm khoảng cỡ là 2,5 h nha nè. Rất là dẻo luôn ha. Nè. Cái đọt nè. Đó. Cầm tới đây luôn cho anh em coi nè. Rất là nảy luôn. Đó.
dài của nó là 2m1 nha nè. Cây này dài 2m1 nha, độ cứng tương đương là 2.5-3h, dài có 2m1 à, cho anh em câu tôm được đó. Rồi anh em nào lấy cây này là 600k ha, cây này 600k nha anh em. Mã số là mã số 10, mã số 10 600k. Rồi tới mã 11. Mã số 11 là cần cây này dài 3m9 nha. Cây này dài 3m9. Mã số 11. Nặng của nó là cây này carbon 2 da nha anh em. Đây. Ok, số 9 anh em nào lấy nhanh thì còn ha. Dài 3m9. Hàng rod carbon. Cây này hàng Taiwan xuất Nhật nha, của hãng Daiwa. Đây, cây Daiwa, tem Nhật đàng hoàng nha. Đó, thấy không? Cây carbon 2 da nè. Cho anh em nhìn cây này còn nắp đầu luôn. Cho anh em nhìn cái dòng là quá đẹp rồi. Thấy không? Đấy. Rút ra là carbon 2 da nè. Đây nha. À, trên đây là sáng gần ha. Hai lắm cuối là sáng gần. Đó, cái đọt. À, cái đọt nè. Đọt chinh luôn nha anh em. Cây đọt chinh luôn nha. Đó, đọt và bu chống sắn luôn nha. Đó, đọt chống sắn luôn nè. Độ cứng tương đương là 3h nha. Cây này tương đương 3h, 3h đến 3h rưỡi nha anh em. Độ cứng là 3h đến 3h rưỡi. Đó. Carbon 2 da. Sáng ít. À, sáng ít ít nè. Đó. Carbon 2 da của Daiwa. Rất là đẹp luôn. Độ mới cây này là tầm khoảng 90 đến 95% nha anh em. Cây này độ mới tầm 90 đến 95%. Đó. Nặng của nó là cây này nặng 100 gram nha. Cây này nặng 100 gram nha anh em. Gốc của nó là gốc là 13 năm. Đọt. Đây, đọt của nó là 0.8 nha, đọt của nó là 0.8. Cây nào anh? Rồi, cây nào cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là 1.2 triệu nha. Cây này 1.2 triệu thôi. À, rất là đẹp nè. À, chỉ 1.2 triệu à. Không cần hai da cho anh em chơi. Dài 3m9 nha. Mã số là mã số 11. Mã số 11 là 1.2 triệu nha anh em. Mã số 12. Đây, mã số 12. Nhìn cái cây cầm thôi là thấy mê rồi đó. Đó. Thấy không? Cây này dài của nó là 3m nha. Carbon 2 da luôn. Đây, cây này của hàng Daiwa luôn nha anh em. Carbon 2 da này là của hàng Daiwa. Đấy. Đây, đây cũng vậy nha. Đó. Đó. Đây, trên đây lóng, trên đây sáng gân nè, gân nổi luôn nha ha. Gân nổi luôn. Dài là 3m. Độ cứng khá cao ha. Cây này độ cứng khá cao nha nè. Đọt cái to nè. Thấy không? Cái đọt to nè. Độ cứng cây này tận đường là 4h đúng không? Luôn ha. Cây này 4h đúng 4h nha nè. Đọt khá to. Đây cái đọt. Đọt của cái này là 1 ly 3 nha. 1 ly 35. Gốc. Gốc là 9.8 nè. Gốc là 9.8. Đó, dài là 3m. Đầu cứng cao luôn. Mã số 12 này anh em nào lấy để cho anh em giá là 950 nha. Mã 12 này 950 nha anh em. Mã 13. Đây, mã 13 là một cây cần hãng Suzumi luôn. Con Korea. Dài là dài 2m4 nha. Cây này dài 2m4. Đó, carbon sáng gân luôn nha. Nó dài 2m4, carbon sáng gân. Đây. Sáng gân nổi luôn. Đó, cây này có con siêu ta nha anh em. Đó. Cây này như anh em nhiều anh em săn lắm nè. Bữa hổm lên cây này mà quá nhiều anh em hỏi luôn. Có một cây hổm lên cây như là 4m. Cây này độ cứng cũng cao nữa nha anh em. Cây độ cứng khá cao nha. Cây này độ cứng tương đương là 3h-3h rưỡi nha. Nè, cây này 3h-3h rưỡi á. Khá là cao. Đọt của nó là cây này đọt là tầm tương đương là đại gì đọt vậy nha. Đọt của nó là 0.9 ly nha. Đọt 0.9. Đó, tương đương là 3h-3h rưỡi á, cứng lắm. Đó, cây này dài của nó là 2m4. Cây dài chuẩn 2m4 nha, số 8 nè. Đó, dài 2m4.
Đây Sita. Rồi cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là 650 nha. Mã số là mã số 13. Mã số 13 là 650 nha anh em. Mã số 14. Đây, 14 thì khỏi chê rồi. 14 một cây Nissin. Đây, cây này Nissin dòng nội địa Nhật nha. Đó, cây này của hãng Nissin dòng nội địa Nhật. Dài là 3 mét nha anh em. Cây này dài 3 mét. Harotech của Yamabuki. Nha. Tem vàng đầy đủ. Cây này của Nissin nha. Đây, anh em nhìn cái gốc anh em mê liền luôn. Quá đẹp luôn nha, cái gốc. Cái quan chỉ nha, thấy quan chỉ qua dần đẹp không? Đó, con chỉ bông luôn. Rất là đẹp ha. Đây, carbon sáng gân nè. Đây. Con Nissin thì khỏi chơi rồi, dòng nội địa. Bu bu zin luôn. Bu xây 360 độ luôn. Ha. Đây. Đó. Góc rất là đẹp luôn ha anh em. Cái đọt nè. Độ cứng tương đương là khoảng cỡ là 2 2.5 đến 3H nha. Độ cứng là 2.5 đến 3H. Đây, rất là nảy luôn. Độ cân nặng của cây này là cây này cân nặng là 60 gram nha anh em. Cây này cân nặng là 60 gram ha, dài 3 mét, cân nặng 60 gram thôi. Gốc của nó là gốc là 9.9 nha. Gốc là 9.9. Đọt của nó. Đọt là 0.7 nha. Đọt là 0.7. Đấy. Rồi, anh em lấy cây này. Cây này của Nissin nha. Anh em lấy cây này để cho anh em giá là 850 nha. Cây Nissin này 850 thôi. Rồi. Cây mã số 14 nha. 14 này là 850 nha anh em. Đây, 15. 15 này anh em nào lấy nhanh thì còn ha, rất là đẹp luôn. Đây. Cây 15. Tem vàng. Cây này dài 4.8 nha anh em. 15 này dài 4.8. Cây này chỉ có mã code và cái tiếng Nhật vậy thôi. Cây này cho dòng nội địa nha. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Cây cần này nó sơn cái cần quá là đẹp luôn. Cây này độ mới tầm khoảng là 95%. Đây, carbon 2 da, sân ít. Nè, sân ít mờ trong đây nè anh em. Đây, sân ít mờ trong đây đây. Carbon 2 da ha. Nè, sân ít mờ trong đây nè. Nó sân ít ít nè. Đấy. Không phải là tầm thường đâu nha anh em. Hàng này hàng VIP nha. Đó. Này, trên đây là sáng gân nè. Dưới đây là dòng sáng ít mờ nè. À, nó anh em nhìn cây cây ở ngoài kìa. Thật đó anh em mới nhìn rõ. Nè, sáng ít mờ nè. Đó. Đây. Đây nè, nó sáng ít mờ. Trên đây cũng vẫn có nữa ha. Nó vừa sân ít ở trong mà vừa sân răng ở ngoài nữa. Cây này nó vip thiệt chứ. Đây, cái đọt đây. Trên này cái ống, cái đọt đây. Đây, đọt sân răng nè. Anh em thấy đọt sân răng không? Bu zin luôn 360 độ luôn ha. Đó, càng cái đọt nè. Cái đọt sân răng rất là ok ha. Đó cũng khá là to á, cây này cứng tương đương là 3H đến 3H rưỡi nha. Cây này 3H đến 3H rưỡi nha, dành cho anh em săn hàng nha anh em. Độ nảy khá là cao luôn, rất là nảy cây này. Dài của nó là 4.8 m. Nặng. Nặng là 100 gram ha. 4.8 m, nặng 100 gram. Đây, cái đọt của nó là đây, đọt 1 ly mốt nha nè. Đọt 1 ly mốt nha. Cứng 3.5 đến 4H á. Rất là nảy luôn. Cần còn rất là đẹp. Độ mới tầm khoảng 90 đến 95%. Đó, cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là 1.4 triệu nha.
Cây này 1,4 triệu nha anh em. Mã số là mã số 15. Mã số 15 là 1,4 triệu. Này, nắp đít nắp đầu đầy đủ luôn. Đó. Rồi, tới mã số 15 rồi. Mã số 16. 16 thì cũng khá là VIP. 16 là một cây dài 7m nha anh em. Một cây cần đai qua. Một cây zero, Zigan zero. Thu gọn lại hai chế độ, dài 7m, một chế độ là 6,5m. Đó, dài 6,5m và trừ một chế độ là dài 7m. Cây này có zoom nha. Zoom hai chế độ nha anh em. Đây, cây cần phôi phôi bạc cuốn đai qua này anh em biết rồi. Hàng hàng mà phôi bạc thì cây nào nó cũng VIP hết. Đây carbon sắn răng nè. Thấy không? Đây carbon sắn răng. Rất là đẹp luôn. Mấy cái cây màu bạc cuốn đai qua này nè, phần tay này cây nào nó cũng VIP. Đó. Thấy không? Rất là đẹp ha. Đây carbon sắn răng nè. Từ đầu gốc đến ngọn luôn. Phôi còn rất là đẹp luôn. Phôi sắn răng quá là đẹp luôn ha. Cái đọt của nó nè anh em. Đây, đọt còn đọt zin luôn. Đọt còn buông chống sắn luôn nè ha. Đọt của nó còn buông chống sắn luôn nè. Đây, cái đọt sắn răng nè. Anh em thấy cái đọt sắn răng chưa? Độ cứng tương đương là 3H5 nha anh em. Tương đương là 3H5, cần rất là nảy luôn. Đây, cái đọt này rất là nảy luôn nha. Đọt màu trắng nè. Thẳng chân luôn nha anh em. Dài zoom là 6,5m đến 7m nha. Anh em nào muốn câu 6,5m thì câu, muốn câu 7m thì rút cái này ra. Đây. Rút ra nè, sắn răng nè, sắn răng. Sắn răng nổi luôn. Thấy không? Đấy. Zoom hai chế độ, 6,5m và 7m. Đấy. Độ cứng là tương đương là góc của nó là đây góc dưới đây. Góc là 23 nha anh em. Đọt. Em chưa có đo đọt cho anh em. Đọt là 1.1 nha. Đọt 1.1 góc là 23. Độ cứng tương đương là tầm 3H3.5. Cần này nặng là 140g nha nè. Nặng chỉ có 140g thôi. Một cây cần dài 7m mà nặng 140g. Kinh được. Kỹ lại coi đúng không? Đúng rồi. Dài 7m mà có 140g à. Nó kiếm đâu ra. Đây. Rồi cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là 1,5 triệu nha. Cây này 1,5 triệu nha anh em. Mã số là mã số 16 nha, mã số 16. Đây, tới cây còn lóng ngắn anh em nhìn anh em riêng luôn, còn lóng ngắn. 17. Mã số 16, 1,5 triệu, mã số 17 đây. Ha. Cây lóng ngắn nè, sắn nè, nhìn cái đầu sắn của nó nè. Đấy, tem vàng đầy đủ nha. Cây này của Olympic nha anh em. Cây này hãng Olympic. 16 và 17 chứ, lộn cây. Cây này mã số 17. Dài 4,8 m nha anh em. Cây 17 này dài 4,8 m. Cần lóng ngắn. Thu gọn của nó là 2 4. Thu gọn là 45cm nha. Đó, thu gọn là 45cm. Đây. Trời ơi, cái đầu sắn của nó kìa. Sắn chói con mắt luôn. Đó. Nè. Sắn mà sắn nổi gì đó. Đây, đọt của nó đây. Nè, đọt của nó đây. Đó. Đọt của nó đây. Nè. Đây trên đây là sắn răng nè, còn tới góc này là sắn sắn với sắn răng nổi luôn nè ha, rất là đẹp luôn. Đấy giờ là 48 nha anh em, cần còn rất là mới. 48 lóng ngắn. Em coi cân nặng của nó coi. Cân nặng là 100g ha. Cân nặng là 100g. Đó. Góc. Góc là 22 nha anh em.
gốc là 22, đọt là 0.8 nha, đọt là 0.8, độ cứng tương đương là 2.5 đến 3H nha, độ cứng tương đương là 2.5 đến 3H, rất là nảy luôn nha nè, cần rất là nảy nha. Đó, cây này quá trời sắn luôn. Rồi anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 1.2 triệu nha. Cây này lóng ngắn này 1.2 triệu, mã số 17 nha nè. Còn nắp đầu luôn nha, nắp đầu nắp đích đầy đủ nha. Đó, 1.2 triệu. Rồi cây này, cây này anh em lấy nhanh thì còn ha, anh em chốt nhanh thì đã sưu tầm rồi đó thì khỏi chê rồi. Đầu Wimbower, đây đầu Wimbower, thu gọn của nó là cũng là 45 cm luôn. Cây này thu gọn là 45 cm luôn. Cây này của hãng Shimano nha nè, dài 5m3, mã số là 18, mã số 17 trước đây rồi, 17 là 1.2 triệu. Rồi mã số 18 sắn ít nè, anh em nhìn cái độ sắn ít của nó nè. Rồi sắn ít ít nè, càng carbon nha anh em. Đây đọt đây, đọt của nó đây, sắn gần nè ha, sắn gần nè, ở đây là sắn ít ít luôn. Đây sắn ít ít luôn, quay cận cảnh cho anh em coi nha. Sắn ít ít toàn thân luôn. Rất là đẹp nha anh em. Đây. Cây Shimano The Wimbower còn rất là mới luôn, độ mới tầm khoảng là 85 đến 90% nha, độ mới cây 85 đến 90%. Nặng của nó là, cây này cân nặng của nó là 140g nha, cây này cân nặng 140g nha nè. Gốc của nó là, gốc này 22, đó, gốc là 22. Đọt của nó đây, đọt là 0.9 nha, đọt là 0.9. Độ cứng, đây độ cứng tương đương là 3H nha nè, độ cứng tương đương là 3H nha, cây này độ cứng tương đương là 3H. Đó, đây. Rồi cây này anh em nào lấy, anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 1.8 triệu nha. Cây này 1.8 triệu nha nè, mã số là mã số 18 nha, 18 là 1.8 triệu nha, dành cho anh em chơi sưu tầm. Từ đầu Win, cây này không có nắp đầu ha, cây này chỉ còn nắp đít với đầu. Rồi cây mã số 19 đây, 19 là một cây báo quà lớp super, báo quà lớp nha, sẵn nè, của báo quà lớp này của hãng NFT Shimano nha nè, còn nắp đầu rất đầy đủ luôn. Căng nè, hơi nó sắn kìa, carbon hai da ha, cây này carbon hai da đấy, lóng nào cũng như lóng nấy thôi. Đó, sắn tới đầu luôn, đây tới trên đây còn sắn nữa nè. Đây đọt của nó đây, cây này độ cứng tương đương là 2H nha, cây này độ cứng là 2H nha nè, cần rất là nảy luôn. Đó, dài là cây này dài 6m1 nha, wow 6m1 luôn, lóng ngắn mà dài 6m1, thu gọn lại là 45 cm, trời ơi thu gọn 45 cm mà dài 6m1 phải. Đọt của nó là 0.7 nha nè, đọt là 0.7, gốc là 23 237. Đó, cân nặng là 180g, cây này cân nặng 180g nha anh em, dài 6m1. Cây này hàng của hàng báo quay lớp này của Nhật nha anh em, NFT này hãng là của Nhật nha, dòng này chi nhánh của Shimano đấy. Rồi cây này mã số là 19 này anh em nào lấy để cho anh em giá là
1,6 thôi. 19 là 1,6 nha nè. Cây này còn nắp đầu luôn ha. Để nắp đầu ở đâu kêu rồi. Đây. Nắp đầu nó đích còn đủ ha. Cây này độ mới tầm khoảng 90%. Cây này mới 90% á, 90% ăn lên. Đó, rồi cái cây cây mã số 20. Mã số 20 thì không có thua kém gì mấy cây trước đâu. Rod Carbon của Daiwa. Cây này hàng Korea xuất Nhật nha. Đây, Rod Carbon. Tem vàng đầy đủ nha, tem Nhật nè. Đấy, Rod Carbon hãng của Daiwa. Carbon 2 da. Đó. Không, carbon 2 da nè. Anh em nhìn cái carbon 2 da nè. Thấy không? Đấy. Rất là mới luôn. Thấy không? Đây. Thấy không? 2 da nè. Cái trên đây còn nữa nè. Thấy không? Còn 2 da nữa ha. Rồi, cây này tương độ cứng cũng tương đương là 2H luôn nha anh em. Cây này đương đương mà cây này cũng là 2H luôn. Đó. Dài của nó là dài 6m1 luôn. Cây này 2H dài 6m1 luôn. Hàng của Daiwa. Đó, Daiwa hàng Korea xuất Nhật nha. Đây, cần rất là đẹp. Dài 6m1 luôn, lóng ngắn. Thu gọn cũng là 45cm luôn nha anh em. Thu gọn cũng là 45cm luôn. À, anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 1,5 triệu thôi. Cây này 1,5 triệu nha anh em. Mã số là mã số 20. 20 1,5 triệu. Đây 21. Đây 21 thì rất là bếp luôn. 21 này, cây này của hàng hãng Suzumi nha. Cây này hãng Suzumi của hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Tên vàng nè, tên Nhật luôn. Cây này dơm 3 chế độ nha. 4m4, 4m9 và 5m3. Cây này rất là đẹp nha anh em. Cây này rất là đẹp luôn. Đây. Thấy không? Cây này cái nước sơn, nó sơn rất là đẹp luôn. Cán nè. Quên nó, quên cân nặng cái cây. Cái cây mã số 20. À, mã số 20. Cân nặng là 180g ha. Cây này 190g, 180g gì nè. Hồi nãy nói rồi quên. Gọi tên mã số 20. Mã số 21. Dơm 3 chế độ nha nè. Mã số 21 này dơm 3 chế độ, 4m5, 4m9 và 5m3. Dòng này super 2 carbon luôn. Quá đẹp anh em ơi, cây cần. Wow, nước sơn quá đẹp rồi. Không, độ mới cây này là tầm khoảng là 90-95%. À, 90-95% nha anh em. Rất là mới luôn. Carbon sáng răng ha. Wow. Wow, cái đọt của nó zin luôn nha anh em. À, chống sắn luôn. Cái độ nảy của rất là nảy nha. Cây này rất là nảy luôn. Độ cứng tầm 3H nha anh em. Cây này cứng 3H nha. Còn rất là nảy luôn. Đó, thấy không? Thu gọn của nó là quên đo cái đọt đi. Đọt của cây này là 0.8 nha. Đọt là 0.8. Gốc là 20 nha anh em. Gốc là 20. Cân nặng, cân nặng 140g ha. Cây này cân nặng 140g. Cây này rất là đẹp. Đánh giá cây này rất là đẹp nha nè. Dơm 3 chế độ luôn. 4m4, 4m9 và 5m3. Và anh em mà lấy cây này để cho anh em giá là 1 triệu nha. Cây này 1 triệu nha nè. Mã số là mã số 21, 1 triệu. Dài 5m3, 3 độ dài, 4m4, 4m9 và 5m3. Muốn câu độ dài nào cũng được. Rất là đẹp. Rồi cái mã số 22. Đây cây 22 là cây dài 5m4 ha. Carbon Keryu gì đó. Đó. Đây, hai da nè. Thấy không? Cây này còn nắp nắp đầu luôn nè ha. Đây, carbon sáng răng nha nè. Cần carbon sáng răng ha. Đấy, carbon sáng răng. Sáng răng còn thăng luôn. Đó, cần carbon sáng răng còn thăng luôn. Giờ là 5m4 đọt. Đọt của nó cây này hàng siêu ta ha. Cây này hàng siêu ta là dòng Korea xuất Nhật cho anh em. Đọt của nó là 0.7 nha. Cây này độ cứng tương đương là 2H. Cây này cứng tương đương là 2H 2.5 nha. Cây này 2H 2.5. Đây gốc của nó là gốc là 25 nha nè. Cây này gốc hơi to. Gốc 25.
cân nặng của cây này là 230 gram ha. Đúng rồi. Cây này hơi nặng nha, 230 gram. Đó, rồi cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là cây này thu rút gọn của nó cũng là 45 cm luôn nha nè. Cây này rút gọn cũng là 45 cm luôn. Anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 5m4 này để cho anh em 800k thôi. Cây này 800k thôi, trăm vàng của Nhật nè. Cây mã số 22 này 800k ha. Rồi, mã số 23. 23 này máy VIP nha anh em. Độ dài mà 7m2 mà rút gọn nữa chứ. Đây, một cây Shimano. Cây 23 này của hãng Shimano ha anh em. Đây, dòng X-Zoom, zoom 3 chế độ là 6m3, 6m8 và 7m2 nha. Đó, anh em muốn câu độ dài nào anh em câu, còn nắp đầu luôn. Đây, carbon sáng răng nha, cần rất là đẹp luôn. Zoom 3 chế độ của Shimano. Đây, cái đọt nè. Đọt cũng khá là đẹp ha. Nè, carbon sáng răng đẹp lắm. Nè, carbon sáng răng nha anh em. Đó. Nè, cái cây này thì nó ở đây nó có này ở đây thì nó có gân nhẹ ha, cái đầu trên đây nó có gân nhẹ ha. Đó, chắc là chắc chắn không phải là bị mốp nha anh em. Cái này không phải là bị mốp ha, nó bị gân thôi, nó bị gân nhẹ thôi chứ không phải là bị dập lóng gì đâu, nó bị gân lên xíu thôi. Như nó bị xước hay sao á. Đó, chân đây nha, rất ok nha, bao anh em xài luôn nha, rất là cứng chắc chắn. Đó, cần cũng khá là đẹp, độ mới là tầm khoảng cỡ là 80-85% nha anh em. 80-85% ăn lên carbon rất là ok luôn ha. Nè, ba độ dài khác nhau đó, giờ mới thấy về là một cây là 7m2 mà nó rút gọn gì. Đây, cây này cái gốc của nó, cái ngọn của nó là 0.9 nha, ngọn là 0.9, độ cứng tương đương là 3h nha nè. Cây này độ cứng tương đương là 3h. Đây, ngọn là 0.9, gốc là 24 nha, gốc là 24, rút gọn lại là 61 cm nha, rút gọn là 61 cm. Cân nặng của nó là cây này cân nặng đúng 200g luôn nha, cây này cân nặng 200g. Đó, độ dài là ba độ dài khác nhau, muốn câu độ dài nào câu. Đây, dơm 3 chế độ đấy. Rồi, nắp đầu nắp đích còn đủ luôn ha. Anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 1.4 triệu thôi. Cây này 1.4 triệu nha nè. Mã số là mã số 23 ha. Rồi, mã 24 còn cái bao luôn. Wow, mã 24 cũng là một cây cần, một cây cần Shimano. Cây này không phải Shimano nha anh em. Cây này hãng gì đấy, cây Nissin. Wow, Nissin luôn nha, chứ không phải là Shimano. Một cây Nissin dòng nội địa Nhật ha, có cái bao vải luôn. Cây này nó có làm đồ quấn thẻo cho anh em luôn ha. Cây này còn cái thẻo luôn nè, em dẫn để cho anh em cái lưỡi đây còn luôn, cái thẻo có cái đồ làm riêng cái đồ quấn thẻo luôn nè, rất là tiện lợi. Cây này dài 6m2 ha. Cây này ba độ dài khác nhau luôn, 5m2, 5m7 và 6m2. Cây này hãng Nissin nha anh em, muốn câu cái độ dài nào anh em câu ha. Đó, anh em muốn câu độ dài nào anh em câu. Đây, muốn câu độ dài nào anh em câu, chỉ bỏ cái độ dơm ra thôi. Carbon sáng răng, cần carbon sáng răng khá là đẹp ha. Cây này đẹp. Đấy, cái đọt đâu rồi? Cây này cái đọt đâu mất tiêu rồi. Đây, cái đọt nó bị dính cái cọng dây. Rồi, ok ra rồi. Đọt của nó đây. Cây này độ cứng tương đương là 2h-2.5 nha nè. Cây này 2h-2.5 nha. Cần rất là nảy luôn. Rất là nảy nha anh em. 2h-2.5. Đọt của nó là bu còn vẫn bu zin nha, bu chống sắn luôn nha anh em. Đọt khá là mảnh,
đọt này 0.56 à, đọt khá là mảnh nha. À, đây dành cho anh em còn cảm giác. Đây cái thẻo vẫn còn ha, vẫn còn cái thẻo luôn. Đó. Vẫn để cho anh em cái thẻo này cho anh em về anh em câu. Thẻo của anh Nhật làm nè, coi nó có khác gì không. Cây này gốc của nó là gốc 23 anh em, cân nặng. Cây nặng của nó là đúng 200g luôn nha anh em. Cây này cân nặng cũng là 200g luôn. Đó, mã số là mã số 24 nha. Dài 6m2 nè. Cũng dẫn để cho anh em giá là 1.4 luôn ha. Cây này 1.4 nha anh em. Rồi tới mã số 24 nha. 24 là 1.4 nha. 25. Đây 25, dài 5m3. Dơm 3 chế độ luôn, cũng vẫn là dơm 3 chế độ luôn. Con Shimano. Đó. 4m5, 4m8 và 5m3 ha. Carbon sáng gân rất là đẹp luôn. Dòng này của con Singapore nha nè. Cây này hàng Singapore ha. Singapore xuất nhập kem vàng đầy đủ. Đây. Đọt ra. Cây này độ cứng 3H nha. Không tới đâu, hát cử rồi. Cây này cũng hát cử rồi. Không tới 3H. Đó. Cây này thì nó là gốc 24, nặng là 140g. Cây này nặng 140g nha nè. Anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 950 thôi. Mã số là mã số 25, 950 nha. Đó, mã số 25. Mã số 26. 26 là dài 4m5 nè. Carbon sáng gân. Đây 26 và 4m5 và carbon sáng gân luôn, còn nắp đầu luôn ha. Cần còn rất là đẹp nha nè. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Độ cứng là tương đương là 2H nha. Cây này cứng là 2H. 2H hạt giữ. Đó. Đây. Gốc. Gốc là 18 nha. Gốc 18, đọt là 0.7 nha. Đọt 0.7. Nặng. Nặng 130g nha nè, nặng 130g. Anh em nào lấy để cho anh em giá cây này là 700k ha. Mã số 45. Có lộn, mã số là 26, 700k. 27. Đây, 27 là một cây cần rồ da nè, hãng là rồ da carbon nha. Carbon sáng gân. À, dài 5m4. Nắp đít nắp đầu đầy đủ. Dài 5m4 ha. Độ cứng tương đương là cũng là 2H luôn nha nè. 2H luôn. Đây cần carbon sáng gân. Đó. À, carbon sáng gân nè, nổi cộm luôn ha. Sáng gân nổi luôn, màu nho. Đấy dài 5m4. Bọt của nó là đọt là 0.8 nha anh em. Gốc. Gốc là 22. Cân nặng là 200g ha, cây này cân nặng 200g ha. Anh em nào lấy cây này để cho anh em giá là 700k luôn. Mã số là mã số 27 nha. Rồi chào anh em ha.